Và thưa quý vị, sau hơn một tháng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm liên quan đến đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Dương Ocean Bank, vào sáng nay 29 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 51 bị cáo. Và người được chú ý nhiều nhất trong ngày xét xử cuối cùng là Nguyễn Xuân Sơn, cựu chủ tịch tập đoàn Dầu khí, bởi ông này là người bị tuyên mức án cao nhất là tử hình. Liên quan đến vụ án này thì dư luận còn có những quan điểm trái chiều, trong đó có người cho rằng hình phạt này là đủ sức răn đe, song cũng có người cho rằng tử hình với Nguyễn Xuân Sơn là quá nặng. Câu hỏi được đặt ra là liệu Nguyễn Xuân Sơn có còn cơ hội để thoát án tử hay không? Các luật sư đã nêu ra nhiều hướng, trong đó cho rằng Sơn vẫn có hai cơ hội thoát án tử hình. Trường hợp đầu tiên là nếu bị cáo này khi có đơn kháng cáo và được hội đồng xét xử phúc thẩm chấp thuận giảm án. Nếu cấp xét xử phúc thẩm giữ nguyên mức án tử hình và không có kháng nghị của cơ quan có thẩm quyền, thì Nguyễn Xuân Sơn vẫn còn cơ hội thứ hai. Đó là trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, Sơn viết đơn xin ân giảm gửi lên Chủ tịch nước và được Chủ tịch nước đồng ý ra quyết định ân giảm. Việc xét ân giảm sẽ do Văn phòng Chủ tịch nước nghiên cứu hồ sơ trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Thực tế đã có nhiều trường hợp bị tuyên án tử, nhưng 10 năm vẫn chưa phải thi hành án do chưa bị Chủ tịch nước bác đơn xin ân xá.